viên trong ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian với ca khúc Chín Bậc Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, và ca khúc Lắng Nghe Mùa Xuân Về, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Lời đầu tiên Thu Hằng xin phép được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào trân trọng nhất. Trao vòng tay bẽn lẽn, mai cánh xa anh xa.
Vâng ạ, và thật sự thì hôm nay khi mà Thu Hằng ngồi ở dưới kia thì cảm thấy là một buổi tối rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và Thu Hằng xin chúc mừng tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành rất là tốt những phần thi của mình. Và ngay sau đây thì một ca khúc tiếp theo và rất là đặc biệt, Thu Hằng xin phép được mời 7 bạn thí sinh của đêm diễn ngày hôm nay sẽ ra hát chung với Thu Hằng ca khúc này được không ạ? Xin mời tất cả các bạn. Vâng ạ, và lắng nghe Mùa Xuân Về, xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn. Ngày trăng mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em mông dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười bao tin mùa xuân. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả các bạn thí sinh.